Bây giờ bắt đầu mới đang chảy đây này. Mọi người thấy hiệu quả. Tanke aquí hoy. Festake. Festake. Aniversario urgen. Tao nữa tao nữa. Mete bomba. Ok, okay, xin chào mọi người nha. Hoy si nào 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 trabajar la María. No, hoy no trabaja doctor. Antonio hoje completou a idade, então vamos saludar. Oh, na fazer aquele. Ali não aguentamos, já lutamos, pois não está ainda seu. Não consegui, queima. Não consegui. Ah, đây à, thế bếp không cháy rồi mọi người ơi, bếp không cháy rồi. Xong rồi. Xem nào. Nó bình thường thôi, có gì mà không cháy. Vẫn đang ẩm. Chắc vẫn đang ẩm đúng không? Không, nhưng mà cháy bình thường mà. Để xem nào, cho củi vào đây thử xem nào. Hôm nay là sinh nhật Antonio mọi người. Thế này hình như là các bạn đi không hôm nay một nghỉ không làm ở trong này thôi. Nhưng mà đi vào trong này chúng ta kiểm tra xem trong này ổn chưa nhá. Đây. Mọi người quan sát lên phía trên này, tất cả cái tấm gỗ này hôm nay các bạn đã quét rồi. Sáng mình bảo anh Phong mang cho các bạn đi xuống dưới này cái dầu máy, dầu cháy đấy. Thì các bạn ấy đã quét xong tất cả các cái dầu lên cái tấm gỗ để cho tránh bị gọi là mọt mối nha mọi người nhá. Thì ở trong này thì tường các bạn ấy đã chát xong rồi đây này. Hôm vừa rồi các bạn ấy chát tường 1:4 thì nghe có vẻ là hơi bị kém chất lượng, thế nên là các bạn ấy đã sửa lại thành 1C 3.5 cát mọi người nhé, chứ không phải là 1C 4 cát nữa mà 1C 3.5 cát. Ở trong này các bạn ăn chát như thế này là nhìn đẹp phết rồi đây này. Đấy. Được phòng khách thì cái chỗ này thì hơi thiếu một tí này, các bạn ấy đang chưa hoàn thành cái chỗ này bởi vì là cửa chưa đóng gá đinh vào nên chưa làm. Đấy, tình hình là như thế nhé mọi người, mới được ở trong đấy thôi. Nào để xem tình hình sao mà bếp tiếc không được nào. Maria, puede meter para ver. Eu vou ajudar a fazer. Não queima, ô como? Não quero, o bambu não está queimando ainda. Pode cozinhar normal. Quando você cozinhar, bambu vai queimar. Mete que cozinhar aqui primeiro. Mete aqui primeiro para cozinhar. Thế là các bạn ấy chưa làm thông được cái ống khói mọi người ạ. Các bạn chưa làm thông được cái ống khói cho nên các bạn bảo chưa nấu được. Bây giờ là cứ nấu để cho cái xong rồi là cái ống tre nó sẽ cháy. Bởi vì là cái ống tre lúc đấy là chúng ta làm thì chưa đục mà mọi người. Chúng ta phải làm sao cho ống tre nó cháy xong rồi nó mới thông khói được. Tưởng các vị nhóm bếp nấu được chi. Hóa ra là nấu ở ngoài kia. Nhưng hôm nay lại mang cái kiềng bếp ở bên kia sang kìa. Nhưng mà chưa review đồ ăn cho mọi người xem nha, đồ ăn có gì nhỉ? Antonio có bảo với mình, bảo hôm nay bác sĩ hôm nay sinh nhật tôi này, nên là muốn bác sĩ nấu một món ăn Việt Nam, nhưng mà hai vợ chồng bận ở trên bệnh viện quá, không có thời gian xuống cho nên là không ấy được. Thế các bạn ấy tự nấu món ăn của các bạn ấy thôi. Nhưng mà có một món quà bất ngờ cho bạn ấy mọi người. Qua ta đi. Qua ta đi. Tạm không? Xin chào tất cả các bạn, tôi là Antonio đẹp trai, ok. Tôi sẽ tâm một bên, tôi kia của familia. Thì hôm trong dia đều meu aniversário. Estou a sair no rio montar a bomba porque de manhã ainda não estava seco o cimento. Já tá bom? Já. Ah, ok. Agora estou a vir confirmar aqui em cima. Tá bom. Ô, Zu, troca essa aquele deles. Món gì đây? Cá này, thịt gà, nói chung là có vẻ là nhiều món đấy mọi người ạ. Thế nào? Đây là thịt gà. Essa galinha? Essa galinha? Galinha? Não. Tá queima? Coxa. Đùi gà mọi người, đùi gà. Cái gì đây? Essa que? Essa galinha. Đây là gà tươi. Também tá queima? Não. Gà này.
Wow. Kia là cá kìa mọi người, kia là cá, xong rồi kia là đùi gà nữa. Để hỗ trợ các bạn đi khai thông cái bếp xem thế nào, tình hình như nào nào. Làm cái bếp mà không cháy, cay nha. Nấu bình thường nha, cho bạn nấu bình thường nha. Rồi thế thôi mọi người, nấu nó vẫn cháy bình thường thôi. Có điều là các bạn đi chưa thông được cái ống khói này, cho nên là các bạn cảm thấy nó bị vất vả. Cô Duy Nha non màu. Cô Duy Nha non màu, được mọi người đi vay kem mà. Aki mete aki, kuzi kuzi primero kema aki. Depois impura la, cuando aki la kema bang impura impura para que cocinar la. ¿Entiende? Primero aki, cuando ya ya que ya kema bang aki impura entro. Cocina esa primero, ¿entiendes? Sí. Cuando esa ya quema bien, você puede empurrar do fogo. Entra aquí, va a comenzar aquí, ¿entiendes? Sí. Khai thông lò, mọi người, khai thông lò. Bây giờ là đang khai thông lò ấy nhé. Ok, pessoal. Día de inaugurar. Inaugurar significa dizer primeiro dia a fazer na, neste fogão. Để đang khai thông cho nó cháy đấy mọi người ạ. Để xem nó có cháy không. Nếu mà không cháy thì mọi người ném đá mạnh vào. Rồi cho nồi vào xem nó cháy không đấy mọi người ạ. Xem nó có nấu được chín đồ ăn không. Nghe vẻ nên lửa lên cao phết nhỉ. Đây này. Chúng ta làm xong rồi khói ra kia với ra đây này mọi người, khói ra đây này. Đợi Antonio bạn ấy lấy xem có cái nồi nào đưa lên đây không để nấu lên trên này. Nếu mà trên này mà nấu xong thì bạn ấy đặt nồi vào đây thì nó gọn hơn này, đỡ phải nấu ở bên dưới. Đúng rồi, cái bếp này không ăn thua rồi. Chết dở. Lửa cháy ung ung trên này. Bớt đi. Dạ, xe gà in này. Em sao phải cô gì nhà kể? Fui. À, fui. Anh ta phải nhắc kì, mẹ tê kì bà nặng. Nồi nấu food này mọi người này. Ôi, khói mọi người, bếp không khói. Bếp không khói. Nó cháy không? Nó đang cháy này. Ở đây ở trên này là tại vì là đang vướng các bạn đi cho xi măng, nó đang bị cây nha mọi người, đang bị cây xi măng ấy. Cây xi măng nó chưa kín, nó chưa bịt kín nó vậy đấy. Xem cho diễn biến của nó như thế nào này. Diễn biến của việc của cái bếp này nó cháy không? Cái gì anh? Để xem nó diễn biến là nó cháy từ bên này nó có sang được bên kia không à? Có xa kia. Đã ký cô lè đó. Xin cô lè. Cô lè được construy. Khói sang rồi. Nghe một cháy không? Ê, cháy mạnh nhé. Đây, ở đây là hôm vừa rồi bỏ xi măng đang còn kênh. Đánh hết cái kênh đi thì nó sẽ cháy đẹp. Antonio, no fazer a tampa, corta uma tampa para meter aqui ainda. Bếp cháy dữ thế. Cháy như thế này thì ai chơi. Bếp hút khói kia nhỉ. Hiện tại là cái bếp nó vẫn đang ẩm nha mọi người nhá. Nó đang còn rất là ẩm. Mọi người xem này, hơi nước nó đang lên trên này đây này. Đấy, nấu vào thì hơi nước nó đang bốc lên trên này rất nhiều. Thế cho nên là bếp hiện tại nó vẫn đang còn khói. Cái thứ hai nữa thì ở bên này thì Antonio đang chế thêm cái nắp ấy.
đang làm thêm cái nắp để bịt kín lại cái bên này cho khói nó thoát này. Đấy, thì phải có cái nắp này nha mọi người nhá. Antonio sẽ làm cái nắp này với lại cái tấm gỗ để đậy lên phía bên trên này. Để khi mà chúng ta nấu một bếp ấy, thì khói sang bên này và nó sẽ thoát ra cái ống khói này. Nhưng mà cái ống khói này chúng ta phải đốt trước đã. Hôm nay là người khơi thông cho nên là nó sẽ đang còn khói rất là nhiều. Đấy mọi người thấy nhá. Bếp vẫn cháy ok, thế nhưng mà nó cũng sẽ là khói nhiều. Bởi vì là trong lòng bếp đấy thì nó đang còn rất là ẩm. Đang khói tùm lum đây mọi người ạ. Ui dồi, cái bếp không khói. Đây là cái bếp không khói chuẩn đấy mọi người nhá. Ôi bếp không khói chuẩn. Hơi bị hiệu quả đấy. Có ta mai Uma. Mai du mà. Uma. Sao? Uma para você que junta sin para ni mai força. Đây khói nó hút ra đây ầm 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 mọi người. Ra phía bên ngoài này, khói ra bên ngoài này. Thế nhưng mà cái hố thông khói nó chưa hoạt động ấy. Cho nên nó cứ bay tùm lum ấy thôi. Cháy ở trong vẫn cháy ok nha mọi người nhá. Trời đây bếp nó ẩm nên nó khói vậy đấy. Bây giờ bắt đầu nó mới đang cháy rồi này. Mọi người thấy hiệu quả chưa? Chờ nha mọi người nha, chúng ta sẽ chờ nha, chúng ta sẽ chờ. Ta xem rồi. Có ta mai phun đủ. Ở đây cháy hơi khỏe đấy. Cháy tốt cực. Bếp này còn khói không? Đấy. Bếp này khói tí xíu nữa nhỉ? Thì nó vẫn, bây giờ nó phải hết hơi nước đi. Hết hơi nước thì nó mới hết khói. Vì này, hơi nước nó rất là nhiều. Nhưng mà bên này đỡ rồi, chủ yếu là khói cả. Bếp nó đang ẩm ấy, nó đang ẩm cho nên nó sẽ khói. Bếp bao giờ xây trở lại, hôm đợt trước cũng vậy mà. Nó mất một buổi đầu, mất một đợt đầu. Đây nhá mọi người, bác nồi lên nấu một lúc thì hơi nước cái thứ nó ra nó ẩm hết ở đây này. Đấy, thì bây giờ là nó phải hết cái ẩm hơi nước đi thì bắt đầu bếp nó mới cháy ổn nha mọi người nhá. Thì bây giờ là đặt nồi vào là bắt đầu là nó ẩm, là nó khói nhiều hơn. Bởi vì là cứ khi đặt này cái nồi này vào thì nó kín này, nó kín thì sẽ ẩm hơi nước nó sẽ đọng ở đây. Ra bốn mét tê sang tới. Dạ. Đấy, bên này nó đỡ, nó hết hơi ẩm rồi thì nó cháy khỏe hơn này. Đấy. Đợi nó cháy xong rồi là nó cháy hết cái tre ở trong cái ống khói này thì nó mới thoát khói lên trên. Seis. É pouco, como povo aqui. Então vamos tirar 10. Tira tipo pequeno, né? Como é muito. Maria đang bảo là chặt 10 củ su hào để nấu ở đây nha mọi người. Các bạn ấy sẽ nấu cùng với cái đồ ăn mà các bạn ấy đang nấu sẵn rồi, gà với lại là khoai tây đấy. Bây giờ cho thêm su hào vào đây. Thế nhưng mà Quỳnh sẽ mua thêm bao nhiêu? Thêm 15 củ à? Vâng, 15 củ. 15 củ nữa để chuyển cho khách mọi người. Maria, có ta mai kinh gì para clienti nhá? Sướng à? Sướng. Này ở trên này nhỉ? Có củ gỗ trên này to hơn. Maria này, có củ to mà toàn bộ củ to hết đây này. Đây Maria đang chặt củ nhỏ để nấu đã. Để xong cái lứa của Maria chặt cho củ bé. Các bạn ơi, những cái củ như này là nó cũng ăn được rồi. Bởi vì là ở đây nó cùng một lứa cả nhưng mà nó những cái củ nhỏ thì để sau nó cũng già ấy mọi người, nó không kịp lớn được thì nó cũng già ấy. Cho nên là chúng ta cứ chặt những củ nhỏ cho các bạn Quỳnh ăn đi. Thế xong rồi này những cái củ to sẽ để bán cho khách. Đây là 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 rồi. Rồi, được rồi. Được rồi. Não, nós provamos.
Đây này Maria này, đầy của to này, Maria ở dưới đây này. Đây này, đầy của to thế. Hôm nay còn ít thôi đây này. Toàn của to ấy. Thôi tiện đây Quỳnh bẻ luôn cho Maria. Ờ đây cái lá này nấu luôn à? À, bẻ bớt đi thôi. Colnia guarda cozinha agora. Nào. Hôm nay không nấu lá nữa à? Thế thì để cả lá đi em Quỳnh. Để cả lá nhá. Ừ để cả lá đi. Cho đẹp luôn. Đây khách họ này cũng vậy. Maria ơi, aquí mai un poco curto. Ê, tận đất này. Maria dame. Dạ. Đấy, Quỳnh với Maria thu hoạch xong rồi, thế nhưng mà chưa trả tiền bây giờ mọi người. Quỳnh đưa ra xe để tí nữa đưa về cho khách nhé. Đây, su hào cho lên là mấy chị em gọt để tiếp tục cho vào chỗ cái khoai tây, bên này là đùi gà. Rau xà lách để làm salad. Ok, pessoal, estamos aqui a chorar um bocado com fumo, mas já está superado, já está ficando hoje. Nó đang cháy thế nhưng mà cái ống khói chưa thông đâu mọi người. Ống khói chúng ta bỏ ống tre nó chưa thông đâu. Rồi đợi thông ống khói đã. Vì hôm trước là mình làm mình hơi lỗi, mình không đục cái ống tre nên nó vẫn còn cái mắt của cái ống tre đấy. Nên nó chưa thông cái ống tre nên là khói nó chưa thoát lên trên kia được. Chúng ta vẫn đang để như này. Nhưng mà hai bếp ở hai bên thì nó vẫn đang cháy ok nhá. Cái này chúng ta để lên bên trên này, cái này còn này, cái này để dưới khuôn này. Hai bên thì vẫn đang cháy rất là ok luôn á. Rồi, thế nhưng mà bây giờ là Quyết với Quỳnh sẽ bận phải đi về, xong rồi tí nữa mới xuống. Các bạn dù sao cũng chưa nấu xong, bây giờ mình phải về giải quyết công việc ở bệnh viện, xong bắt đầu làm mới xuống. Nhưng mà Antonio no tengo bolu. Bolu Maria no compró. Por qué? Maria, você não compra bolu para Antonio? Não compra bolu. Por quê? Dinheiro. Dinheiro vende de surrau. Dinheiro vende de surrau. Ele não projeto. Ele não manda capina. Não, então agora que essa dinheiro do surrau, né? Já estava saindo com comprar bolu. Já? Vou agora à cidade para ajudar a comprar com essa dinheiro do surrau. Com essa dinheiro do surrau. Agora, doutor. Sim. Esse também já tem outro projeto. Então não vem aqui, não. Diga. Vou levar você à cidade, já? Vou levar você à cidade, compra bolo. Já, ok, de. Sướng. Rồi, chở ông Antonio đi cidade. Tao đi cao sản đủ. Anh đang xin. Tá bom, vai, vai, vai. Tá bom. Ah, vamos virar táxi. Não, você... Vamos vir junto. Vamos junto. Đấy, đến giờ mọi người có tí hơi bánh và sướng hẳn ấy. Mình mua bánh sẵn rồi mọi người, mua bánh sinh nhật sẵn rồi. Đấy, thế nhưng mà nên tạo bất ngờ cho các bạn một tí thôi. Nào, Ishida đi. Sướng. Này. Parabéns, já. É, ok, muito obrigado, estou muito feliz. Já, vai já. Muito obrigado. Muito vamos voltar depois, já. Ah, ok, ok. Ok, rồi, rồi. Mình sẽ đi về, um tí nữa mình đi quay lại xuống. Vamos vir mesmo. Já, vamos, vamos vir. Tá bom. Cozinha rápido, já. Sim, sim, vamos okay. Comer a comida do doutor e da doutora. Já, yeah, ok. Acompanhado com uma cuca. Vem aqui, dois pessoas. Vem dois pessoas. Ok nha mọi người, giờ chúng ta quay xuống rồi đây. Rồi, giờ mặt trời xuống núi chuẩn bị tối đến nơi rồi đây này. Xuống thế nhưng mà chúng ta mua thêm bia với lại mua nước ngọt xuống mọi người ạ. Bia với nước ngọt xuống nha. Đây bác sĩ đi, bác sĩ tira đi. Tira kìa Esa. Nào bác sĩ tira Esa xô. Úi giời. Sunny xin gái. Này Quỳnh này, Quỳnh này vai Esa đi. Quỳnh sai, Quỳnh sai ra, Quỳnh sai ra. Quỳnh sai ra. Úi giời ơi. Maxi để sai in nè, để sai in nè, để sai in nè. Mai Esa này. Này, Mai Esa. Ok.
Dạ. Vai ra. Quỳnh ra này. Quỳnh ra. Đây, đưa cho nó chai cần. Đưa cho nó chai cần. Sani đa Quỳnh đi. Để Quỳnh Sani đa Quỳnh mà. Muốn sách. Sani đa Quỳnh đi. Đấy. Này. Gãy đầu ấy, tiran to no, mutu pha grao. Nào tira, tira. Để sao uma so, uma so. Này vào uma. Uma so nha Quỳnh nha, um so. Rồi. Này vào, mete cabeza. Mete cabeza. Vai ra. Rồi đi. Thua rồi. Ok. Ông Antonio làm gì trên đầu cái? Ta phải chơi game na cabeza. Na cabeza. Eu tava distraído, só apareceu moço de trás, meteu quilo de fuba. Thua. Đây, bà Quỳnh đây. Này. Nhất định là phải có cái gì mang trên đầu nữa. Tôi khổ quá, tôi mệt. Đây các bạn đi chuẩn bị xong xuôi hết rồi đây mọi người này. Cách cửa cái thứ đầy đủ rồi này. Bàn mang từ bên nhà sang mọi người ạ. Xem bếp nào. Bếp đã cháy rồi mọi người nha. Cháy ngon đây này. Đây. Cái này thì đợi lại này. Nhưng mà sau các bạn phải lấy cái làm cái quay mọi người ạ. Ở chỗ này thì sao. Đây cũng đang cháy ngon lành nha mọi người nha. Xem nào. Nói chung là bếp đến tầm này hoạt động là ok rồi đấy mọi người ạ. Hoạt động ok rồi đấy. Như chúng ta nằm thẳng ở bề trên trên này là các bạn có thể đặt được cái nồi to này. Nằm thẳng đặt cái nồi to này ok. Đây coi như là một ngày nghỉ liên hoan. Nấu cả mì mọi người ạ. Cả mì. Vẫn là cái món lúc nãy là gà. Đội quân bên Tony Phong sang để góp sức đánh full à. Đấy, đội quân Tony Phong cũng được mời sang mọi người. Sang bên này góp sức để đánh một full. Đây mọi người này. Su Hào với lại khoai tây với lại thịt gà nhá. Eco Moes à, dân đi. Aqui estamos churrasco com batata mais concha, que nós aqui em Angola chamamos a cardelada. Doutor, esse prato é muito gostoso. Nós vamos comer com a massa. Tá aqui a massa, tá aqui. Olá, ok, gente da Angola. Ok, aqui temos a panela de massa, a Janine já está apresentando, então ela vai continuar. Vai dar essa continuação e apresentar aqui as panelas. Fazer churrasco com essa como? Muito gostoso. Bem gostoso. Muito, doutor, muito. Muito. Depois nós vamos subir para a experiência comer e também o doutor vai ter que experimentar para ver se é gostoso ou não. Tá bom, já. Sim. Bạn Jenny, bạn ấy khen là nấu su hào cùng với là cái này quay khoai tây rất là ok. Đèn kia sáng này mọi người kìa. Đấy, cái đèn sáng rồi này. Đó. Tối rồi cho nên đèn bắt đầu sáng. Đây, bếp cháy khá ok nha mọi người. Bếp cháy rồi này. Nhưng mà cái gọi là hố thông khói thì vẫn chưa thông đâu. Các bạn đi đánh phun cho nên là các bạn bỏ xuống dưới kia các bạn đánh thôi. Đấy, mọi người quan sát thế này. Đấy. Ngày mai ngày kia các bạn nên nấu sẽ ok hơn bởi vì hôm nay là đang có rất là nhiều hơi nước. Đây mọi người quan sát đây này. Giờ nó tối rồi nên nhìn không rõ. Cái bếp này trong lòng bếp nó đang còn ẩm ấy, hơi nước nó đang còn bốc lên rất là nhiều ấy, cho nên là bếp nó sẽ bị khói, khó nấu hơn. Salad cà chua mọi người. Full này. Đáng nhẽ là cái này là đang thiết kế là chúng ta để chỉ để bát đũa ăn cái thứ trên này thôi, còn nồi để phía bên dưới. Bây giờ các bạn bê hết nồi lên trên này và các bạn để. Bê hết nồi lên trên này để. Normalmente eu deixo assim para meter panela, não é meter de meter do prato, não é meter panela. A
Đấy, làm cái này để Doutor Maria nó tên bài xuống mình tên kia. Aqui fica a prato em cima. Cada vez que tá telefone, tem prato em cima. Tira aí, tira aí. Thôi, để cho các bạn, để thôi. Panela fica ali, ali. Đấy, bình thường là để cho nồi ở phía bên ngoài, nhưng mà đây này, các bạn đặt hết nồi lên. Bây giờ chia ra đến đâu thì người nào ăn thì người ấy tập luôn. Kiểu vậy. Cái đèn các bạn ấy mang sang bên này để rất là sáng mọi người, rất là sáng luôn nhá. Từ cái lúc mà các bạn ấy bắt đầu xây dựng cái nhà này là các bạn mang cái đèn này sang bên này để nhìn sáng cực kỳ luôn. Bây giờ nhảy nhót đấy mọi người ạ. Bây giờ nhảy nhót. Antonio đang chuyển lại cái đèn lên đây. Đang chuyển cái đèn đây cho nó sáng hơn. Đấy. Bắt đầu đến tiết mục nhảy nhót rồi. Wow, ngon đây nhỉ, hơn nhà hàng ấy nhỉ. Đấy, Quỳnh lên, Quỳnh sắp xếp lại cho các bạn ấy xong rồi bỏ được phía bên này, còn phía bên kia để cho đĩa chứ. Chứ các bạn đi để hết trên nồi lên trên kia thì có mà hay sao. Đây, đẩy lùi về phía bên này một tí này là đẹp này. Mì này kiểu như là lu lu ga gà đấy mọi người. Cala đen à, gì đấy, gọi là cái tên của các bạn mấy bạn lu ga là. Hôm nay sinh nhật Antonio nhưng mà cũng là một ngày để cho các bạn ấy láng nghỉ ngơi một tí mọi người. Cũng lâu lâu rồi nhỉ, cứ mải mê làm công việc là nó cứ bù đầu ấy, không thể dừng lại một ngày được đấy mọi người ạ. Hôm nay tạm thời một ngày gọi là vừa sinh nhật Antonio vừa được nghỉ ngơi cho các bạn ở đây. Trẻ con cũng thích nhau mọi người nhé, trẻ con ngồi sẵn để đợi rồi. Nhảy nó ngồi đâu. Đây liên hoan bếp hoành tráng kìa. Đây là liên hoan bếp chứ. Liên hoan cái bếp hoàn thành bếp đấy chứ. Đây chính thức là liên hoan hoàn thành cái bếp đấy mọi người ạ. Sinh nhật Antonio chỉ là phụ thôi, chứ còn cái bếp này này vẫn là cái là hoành tráng. Chưa thổi anh nhỉ? Hay là chia như này nhỉ? Chắc là thổi. Thổi bánh à? Để các bạn ấy thổi nến sinh nhật mọi người, thổi nến sinh nhật đấy. Đây nha mọi người. Doutora, là gì você? Tình hình là ở siêu thị Quỳnh chỉ mua được một cái nến duy nhất nha mọi người nhé, thông cảm. Số 9 thôi. Số 9, chỉ có số 9 thôi. Có mỗi cái nến duy nhất số 9 thôi. Antonio năm nay là 9 tuổi. Nove anos, nhá. Antonio tem 9 anos. Por que na sobrante fica só uma? Só uma. Na sobrante só uma essa só. Sim, qual é o seu nome? Então é 9 vezes 5. 9 vezes 5.
pessoal. Estamos aqui neste meio de convívio. É mais dia de vida. Exato. Ok. E espero que tudo ocorra bem, conforme já ocorre. E nesse momento eu sinto muito feliz pela idade que completei e pela visita que tenho à família e pelo Dr. Coete, vietnamita também. E todo mundo inteiro. Então estou muito feliz para ir para hoje. E desejo para. Desejo muita felicidade para essa toda a vida. Các bạn ơi, bây giờ là chúc mọi người chúc mừng với nhau, chúc mừng. Silêncio, silêncio. Eu fico muito feliz pelo apoio, pelo apoio. Um ano de vida. Eu desejo feliz aniversário para ele. E desejo que continue. Nós trabalhamos assim com muita força. E beijo! 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 Ông Tám ai hôn ông Tám, ông Tám ông hôn luôn. Thua ông Tám. Các vị bày trò đấy mọi người, các vị đang bày trò đấy. Nghe có vẻ hơi lung túng vậy, thôi có khi phát đồ ăn thôi. Vai pro comer, não é? Comer já. Rồi cho mấy đứa trẻ con ăn bánh cho đỡ nhớ, đỡ phải tổn thương trước, xong rồi đi ăn đồ ăn sau. Tại vì cắt bánh ra rồi mấy đứa trẻ con cũng mong chờ hào hứng mọi người. Thông thường là phải ăn trước, ăn cơm xong bắt đầu mới đến tiết mục là ăn bánh cơ, nhưng mà bây giờ là cắt rồi mấy đứa trẻ con cũng phải chờ ấy, nên chúng ta sẽ ăn bánh trước. Rồi cho mấy đứa trẻ con ăn trước đấy, thế bây giờ là sẽ đi qua ta ăn đồ ăn nha. Tá bom, ok. Ok. Đây các bạn đi chia đồ cho mình đây mọi người này. Đấy. Ông Antonio có cả đầu đẹp. Ok, então pessoal, agora eu faço convite para Dr. Coete e Dra. Queen para jantar do meu aniversário. Đây đồ của mình đây. Quỳnh ăn đi, Quỳnh ngồi ăn đi. Ôi ngon đấy nhỉ. Ok, cảm ơn nha. Ok, xin mời mọi người nha. Bia đây. Người chưa có ăn hơi ngại nhỉ. Đây, trẻ con đang ngồi chờ hết đây.
Khai trương bếp nha, khai trương bếp nha, sinh nhật là phụ, khai trương bếp là chính. Đồ ăn bắt đầu chia đây mọi người. Doctor, ¿te gusta más eso? Alfas. ¿Gusto más? Sí, gusto mucho. Esa gusta mucho. Nelson, hoy sí va a beber badu. No, hoy sí, un poco todo. Ah, un Nelson uống rồi đấy, Nelson uống rồi đấy mọi người. Sí, fue la fiesta de Antonio. Está feliz, un año de vida que completó. Entonces, un poquito. Rồi, ok mọi người nha, Nelson uống rượu rồi nhưng mà nay bạn đang ở đây thì ngày mai chắc các bạn sẽ đi làm thôi. Ở dưới này thì Antonio Maria sẽ kiểm soát cái việc mà Nelson có uống nữa hay không. Nói chung thì Antonio Maria cũng rất là cố gắng giúp cho Nelson đấy, bạn đi làm sao làm việc cho nó ngon lành đấy. Sunny nó tay. Sunny chưa có. Chia từ bé xuống lên lớn, chia từ bé ăn nhé. Ok nha mọi người nha. Thì các bạn ấy ưu tiên cho Quyết với Quỳnh trước đây này. Đấy, thì hai vợ chồng bạn ấy lại với hai vợ chồng mình, các bạn ấy ưu tiên trước. Các bạn ấy cứ phải chờ mình ăn xong các bạn mới ăn đấy. Mình ăn nhỉ. Rồi bây giờ là chúng ta ăn thôi nha. Mời nhá, mời mọi người nha, mọi người ăn. Rất là ngon đấy. Dạ, para bien nhá. Come bien. Ok, muito bien. Dạ, buen apetito con otro también. Ya. Nelson. Nelson, hôm nay say rồi bắt đầu. Nelson nói chị tính cái dansa nhá. Dansa. Yeah, Nelson dansa. Música para Nelson. Música para Nelson. Ngon nè. Đậm đà cực luôn mọi người, ngon cực luôn. Đấy, lâu lắm rồi mình mới có một cái buổi mà ở dưới này buổi tối với các bạn đi mọi người ạ. Tối mò. Porque María hoy está comiendo el mismo plato con Antonio, porque Antonio hoy se quería hacer nacer hoy, entonces está toda la comida no va a acabar. María te ayuda. María Antonio está en su 9 años. Sí, son 9 años. 9 veces 5. Son 9 años, más que más velho. 9 veces 4. Olha como é que o pego e cala a boca, pá. Nada. Năm mình ăn xong mọi người mới bắt đầu ăn hay sao ấy. Thế còn một số bạn vẫn đang đợi chia đồ ăn. Não tem lugar senta, hả? É, aqui. Olha, 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 olha. Sim, nós calma. Dá, tá aqui. Đang chờ mọi người, đang chờ. Đứa kia đang chờ. Tối không nhìn gì cả đâu. Hôm nay Tony Phong sẽ ăn cơm ở nhà một mình nhé mọi người nhé. Tony Phong cũng muộn quá, Tony Phong đi xe máy đấy mọi người, nên Tony Phong phải về trước. Ok, tất cả các em trong học mẹ mà cả giáo sẵn sàng. Ngon con. Ok, xin chào mọi người. Tất cả mọi người mà ngon. Ăn mít. Foto. Falta uma. Não, cala só. Acompanha só, já. Você é meio indisciplinado. Agora nem dá pra levantar na mesa. Ok. Vamos ver. Oh, tá abrindo. Abrindo. Bota mais. Repartir.
Vẫn tiêu đĩa. Tiêu đĩa. Acidente. Acidente. A comida chega, mas os pratos não chegam. Ok, então pessoal, nós hoje temos poucos pratos, porque o número de pessoas é muito, a quantidade aumentou, então por isso é que os pratos não chegou, é por isso que temos alguns que ainda estão a esperar. De mate. Vẫn đang tiếp tục chia đồ mọi người. Thôi thế nhưng mà Quyết với Quỳnh ở dưới này tầm thế thôi. Bây giờ là mình sẽ đi về đây. Mình sẽ đi về còn ở dưới này để cho các bạn ấy tiếp tục, các bạn ấy liên hoan. Mình, các bạn liên hoan đến tận khuya tận đêm cả. Mình thì không thể nào mà theo các bạn ấy đến tận khuya tận đêm được. Ông này chỉ khi nào mà say thì ông này mới dám nói. Separado. Você tá faltando de dançar. Hoje, depois de comer, tem que dançar. Yeah? Depois de comer, tem que já dançar. Thế nào tối nay Antonio cũng mồi cho Nelson nhảy. Terminado de comer, Antonio, que mete música para Nelson dançar, yeah? Sim, eu vou meter a música para Nelson hoje dançar, sim. Hoje Nelson vai dançar. Sim. A dança do ano, yeah? Yeah. Se pular. Se pular. Pular e dançar, abaca também. Parabéns, parabéns. Pode. Sim, parabéns. Claro que diria que tem dançando, tá bom. Sim. Claro que, já. Parabéns. Quỳnh ra đây ăn buffet mọi người ạ. Ra đây vừa ăn vừa ngắm cho mà mọi người làm nào. Hai cabo. Com em mai hả? Com em mai. Tình hình là cái bếp hôm nay chúng ta nấu như thế coi như là thành công đấy nha mọi người nha. Ngày mai nó khô, nó ráo hết nước rồi thì nấu nó sẽ hết khói. Cái này là cái ống khói, khi mà cái tre nó cháy rồi thì nó sẽ rộng cái ống khói ra, sẽ ok luôn đấy. Quỳnh bây giờ là cũng ăn hết suất rồi nha mọi người nha. Thì bây giờ tiếp tục để cho các bạn đi nhảy múa hát ca thôi. Tí nữa còn chương trình chắc phải đến đêm. Bây giờ mình sẽ đi về đây. Rồi video này sẽ kết thúc đây nha. Bye bye cả nhà nha. Tạm biệt mọi người. Rồi bye bye cả nhà.